Em, kênh Lan Dương Minh Hiếu xin kính chào toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Kênh Lan Dương Minh Hiếu lại có một số mặt hàng đẹp, chuẩn con giống lên để chia sẻ tới toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc sưu tầm. Ở đầu video thì em tiếp tục lên chia sẻ một số con giống, các mặt hàng khác nhau như các mặt hàng lan va làm kinh tế, một số mặt hàng con giống thì sưu tầm chơi. Các bác vào xem được video thì cho em xin một lượt like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Hàng ngày em lên video cũng mong được các bác cô chú anh chị là ủng hộ cho nhé. Đầu video thì em cũng có một lời chào, một lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới toàn thể các bác cô chú anh chị đang xem video. Chúc các bác là có một ngày mới an lành, hạnh phúc. Thì cũng để đảm bảo thời lượng xem video thì em đi vào chi tiết các đơn hàng, nên em tiếp tục vẫn chia sẻ những đơn hàng đầu tiên là những đơn hàng các mặt hàng bông lan va đắt tiền, sau đó là những đơn hàng mặt hoa để các bác sưu tầm các bác nhé. Thì em đi vào đơn số 1 này, đi vào chi tiết từng đơn hàng luôn. Hình số 1 em chia sẻ một cây minh châu, cây này thì hiện tại đã dài 9,5 cm các bác nhé, mắt gốc sừng rất đẹp đấy các bác này, cây đang bắt đầu phình thân rất đẹp, ngọn nó đang mở các bác nhé, ngọn nó đi được thêm một vài lá nữa, ngọn đang bắt đầu phình. Thì cho hình số 1 này 9,5 cm này chia sẻ là 32 triệu đồng, hồng minh châu các bác nhé, giá thì cực kỳ là hữu nghị rồi. Tiếp theo em chuyển qua đơn số 2 một cây hồng xòe cắt khúc ươm tự nhiên, bảo hành tuyệt đối là 3 đời, đã ra xòe xanh các bác nhé, và đảm bảo đây các bác, cây thì khoảng gần 6 cm, rất là khỏe đẹp các bác nhé. Dòng cắt khúc này lúc nào nó cũng rất là đẹp. Em mà chia sẻ là 14 triệu đồng cho hình số 2 một cây hồng xòe gần 6 cm các bác nhé, 14 triệu đồng cắt khúc ươm tự nhiên rất là đẹp. Và tiếp theo em chuyển qua đơn số 3 đơn số 3 thì em chia sẻ 2 cây hồng yên thúy, thì trên tại cái thân mẹ này đã nở hoa này, tháng 5 âm lịch năm nay các bác nhé. Thì em đã làm một số cây trên này cắt ra rồi, cây trên giờ rất là to, còn 2 cây ở phần dưới gốc này nó ra sau, hiện tại nó vẫn đang mơ ngọn này. Thì cho 2 cây này thì em chia sẻ là 3 triệu đồng, vẫn còn nguyên cái video cây hoa nở các bác nhé, đang là sưu tầm thì có thể liên hệ trực tiếp giúp cho em ở trên cái phần ngọn của cái thân này, thân mẹ này đã nở hoa rồi này, đảm bảo các bác sưu tầm con giống chuẩn. 3 triệu đồng cho 2 cây này các bác nhé, sang năm ra được 4 mầm gốc, ít nhất là 4 mầm gốc các bác nhé, rất đẹp và hiện tại vẫn đang mở lá này. Đây, cho hình số 3. Tiếp theo em chụp qua đơn số 4 và là một cây hồng yên thúy, thì cây này thì dài khoảng 14,5 cm các bác nhé, 14,5 cm, giá là 7.500.000 đồng, rất là đẹp, cực kỳ là khuê đẹp các bác nhé, bộ giá này cực kỳ là khuê đẹp, mập từ gốc luôn các bác nhé. Đây, cho hình số 4 chỉ xí cây hồng yên thúy. Tiếp theo là hình số 5 và là một cây hồng yên thúy các bác nhé, cây này thì cũng dài khoảng 13,5 cm, cực kỳ là khuê đẹp các bác nhé, 13,5 cm cho hình số 5, giá là 7.200.000 đồng. Bây giờ hiện tại giá chỉ của những cây yên thúy này thì cực kỳ là hợp lý rồi. Đầu năm nay một cây yên thúy 13 cm này ít nhất thì cũng khoảng tầm 230 triệu cho đến 250 triệu đồng các bác nhé. Bây giờ giá cực kỳ là hữu nghị để các bác sưu tầm con giống được, và nó đã cực đáy rồi, không còn giá đáy nào hơn nữa. Vừa chơi vừa sưu tầm, sau này các bác làm kỳ có thể chia sẻ sau các bác nhé, 7.200.000 đồng. Tiếp theo em chuyển qua hình số 6 một cây nằm ngang trắng HO dài khoảng 14 cm, kỳ thì rất là đẹp các bác nhé, giá là 1.200.000 đồng, cực kỳ là đẹp. Tiếp theo là hình số 7 vẫn là một cây ho, cây này thì dài khoảng hơn 9 cm, cũng rất là đẹp. Cây ho này em chia sẻ là 700.000 đồng cho hình số 7 các bác nhé, nằm ngang trắng HO. Và tiếp theo là hình số 8 vẫn là một cây ho, cây này thì dài khoảng 15 cm, cực kỳ là đẹp các bác nhé, giá là 1.250.000 đồng, khoảng 15 đến 16 cm các bác nhé, kỳ thì rất đẹp, khuê từ phần gốc luôn, bộ giá đây các bác này, mắt gốc đang sừng, qua Tết là nó sẽ bật rất là khuê. Đấy, cho hình số 8 này 1.250.000 đồng. Tiếp theo là hình số 9 vẫn là một cây ho, cây này thì dài khoảng gần 7 cm, rất đẹp, giá là 500.000 đồng cho hình số 9 các bác nhé, nằm cái trắng HO. Tiếp theo là chuyển qua hình số 10
số 10 thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ tới các bác cô chú anh chị một kia Hồng Hòa Bình 2017. Em cũng mời các bác thường lãm khuôn hoa của bông hoa Hồng Hòa Bình này. Bông này cũng cực kỳ là đẹp các bác nhá, giá trị chuyên nhỏ trên thị trường từ đầu năm nay thì tương đương với Hồng Yên Thúy, có những thời điểm còn lên cao hơn cả Yên Thúy các bác nhá. Em mời các bác thường lãm khuôn hoa. Đây là khuôn hoa của Hồng Hòa Bình 2017 các bác nhá, cực kỳ là đẹp, rất đẹp các bác nhá. Thì một cây cắt khúc này ươm tự nhiên, em chia sẻ với các bác cô chú anh chị là 1.000.000 đồng. Hồng Hòa Bình 2017 cây mẹ đã nở hoa nhiều năm. Tiếp theo là hình số 11 thì hôm nay em chia sẻ 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, chậu mẹ từ nhà em ra các bác nhá, cây mẹ đều đã nở hoa rồi. 3 chậu thì 3 chậu là có 4 cây các bác nhá, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây, rất là đẹp. 3 chậu 4 cây 600.000 đồng cho 3 cái chậu này các bác nhá, 600.000 đồng. Cây rất là khỏe đẹp, khỏe từ gốc luôn các bác nhá, từ phần gốc cũng đã rất là mập mạp rồi. Tiếp theo em chụp qua hình số 12 vẫn là 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Cây này thì nó là chậu 52, hiện tại đã dài khoảng 45 cm, giá là 950.000 đồng. 45 cm, thân mẹ này thì còn 1-2 mắt nữa các bác nhá, rất là khỏe đẹp các bác nhá, cực kỳ là khỏe này. Tiếp theo là hình số 13 vẫn là 5 cánh trắng Phú Thọ. Cây này thì cũng là cây 52, dài khoảng 40 cm đây các bác nhá, rất đẹp. Đoàn thân mẹ thì vẫn còn khai thác được một số mắt nữa các bác nhé, giá là 850.000 đồng cho hình số 13 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Tiếp theo em chụp qua hình số 14. Hình số 14 thì em chia sẻ combo 3 chậu là 1 cây 5 cánh trắng Phú Thọ này, 1 cây 5 cánh trắng Hà Tĩnh và 2 cây 5 cánh trắng Tây Thiên. Thì cái mặt hàng này là em chia sẻ cho các bác, những các bác sưu tầm. Cây Phú Thọ này thì dài khoảng 8 cm này các bác nhá, rất là đẹp này. Cây Hà Tĩnh này thì dài khoảng 15 cm và 2 cây Tây Thiên thì đều đã nở hoa ở tháng 4, tháng 5 năm nay rồi, chính tại cái thân mẹ này luôn các bác nhá. Em đã chia sẻ một số cây và một số mắt ngủ rồi, còn lại thì em ươm nó đã lên được đẹp như này các bác nhá. Em chia sẻ combo 3 chậu này là 650.000 đồng. 650.000 đồng cho hình số 14 các bác nhá, 3 chậu luôn. Tiếp theo em chuyển qua hình số 15. Hình số 15 thì em chia sẻ 1 cây 5 cánh trắng Hải Dương Mắt Mờ này, cắt khúc ươm tự nhiên. 1 cây 5 cánh trắng Sơn Nở Tiến Đạt và 1 cây Hồng Mắt Na. Em cũng mời các bác thường lắm cái bông Mắt Na này luôn. Chậu mẹ này trước kia rất là khó sưu tầm bởi vì nó ít con giống, mà em đã mua được một chậu mẹ. Em cũng mời các bác thường lắm khuôn hoa luôn. Đây là bông Hồng Mắt Na các bác nhá. Bông Mắt Na này thì cực kỳ là phê pha, rất là đẹp. Không phải là mặt hàng va nhưng cực kỳ là đỉnh cao để sưu tầm. Có một cây Hải Dương Mắt Mờ, bông Hải Dương Mắt Mờ này năm ngoái cũng khoảng 5 đến 6 triệu một sen này các bác này. Đây thì combo tổng 3 chậu giá là 800.000 đồng cho 3 chậu này. Sơn Nở Tiến Đạt thì bông hoa dòng này thân lá và bông hoa cánh bầu rất là đỉnh các bác nhá. Tổng 3 chậu là 800.000 đồng. Tiếp theo em chuyển qua hình số 16. Hình số 16 thì là một cây Hà Tĩnh này, cũng dài khoảng 15 cm. Một cây 5 cánh trắng Củ Chi và một cây 5 cánh trắng Vũ Tuấn Anh, có 3 cây 3 chậu giá là 500.000 đồng. 3 chậu các bác nhá, thì cây này các bác sưu tầm thôi. Thì em chia sẻ là 500.000 đồng cho 3 cái chậu này, Củ Chi, Hà Tĩnh và Vũ Tuấn Anh. Thì tổng hôm nay em cũng lên hơn chục đơn hàng nên chia sẻ tới các bác, bác nào sưu tầm đơn hàng nào ủng hộ cho em. Kết thúc video, em xin chào các bác, hẹn các bác vào những video tiếp theo nhé.